Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề nhân vật khách mời. Và bây giờ trước khi gặp gỡ với khách mời ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với đoạn phóng sự sau. Ở Việt Nam có hàng triệu người hâm mộ bộ môn túc cầu. Thời gian diễn ra World Cup là khoảng thời gian người ta ăn bóng đá, ngủ bóng đá, nói chung là sống cùng bóng đá. World Cup bắt đầu từ 13 tháng 6, nhưng có lẽ từ 13 tháng 5, những tín đồ túc cầu giáo đã ồn ào chờ đợi. Ngọc này, Ngọc có biết rằng là nguyên nhân thủ phạm gây ra những cái làn sóng dư luận xôn xao từ làng trên xóm dưới đó là ai không? Còn ai vô đây ngoài giới mộ điệu các anh nữa đúng không chị? Nhưng mà Thanh Ngọc nghĩ á, là người góp phần làm cho cái những trận đấu nó sôi nổi hơn, bùng nổ hơn nữa là các bình luận viên. Đúng rồi. Và vài năm qua thì truyền hình Việt Nam chúng ta thấy có rất nhiều những chương trình thể thao và đặc biệt là bóng đá. Và phải nói rằng các anh những bình luận viên bóng đá đã tạo nên một diện mạo rất là sống động, rất là sôi nổi cho các trận bóng đá. Sergio Ramos, cú sút nữa rất căng, vẫn là Xabi Alonso. Cơ hội cho đội tuyển Anh cú sút vào. Tỷ số được nâng lên thành 3-0 và đó là pha ghi bàn của trung vệ thứ hai Phil Jasenka. Như vậy là bộ đôi trung vệ của đội tuyển Anh ở trong trận đấu này đều đã ghi được bàn thắng, cộng với bàn thắng của cầu thủ đá cao nhất ở trong đội hình của đội tuyển Anh đó là Daniel Sturridge. Ngày hôm nay thì Khánh Huyền sẽ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một bình luận viên bóng đá kỳ cựu, đó là anh Hà Quang Minh. Xin được thay mặt khán giả gửi lời chào tới nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ và bình luận viên bóng đá Hà Quang Minh. Có vẻ dài quá đúng không? Bây giờ thay mặt nguyên một cái nhà chung cư gửi lời chào Khánh Huyền và Thanh Ngọc. Theo cách hiểu người Việt Nam ấy, thì người ta sẽ không gọi tôi là bình luận viên bóng đá. Bởi vì họ thường hiểu bình luận viên bóng đá là những người làm việc trên 90 phút hoặc 120 phút tùy theo cái đó. Cùng như tôi là viết bài về bóng đá hoặc là tham dự những cái chương trình bình luận trước, trong hay là sau trận đấu. Nhưng mà trước tiên thì Thanh Ngọc cũng như là chị Khánh Huyền rất là vui gặp gỡ anh trong chương trình Thành phố hôm nay. Trước tiên thì cho phép Thanh Ngọc được chúc mừng sự thành công của cuốn Tùy Bút dưới những ngón tay tôi của anh. Với những người không phải là bạn bè của anh thì chắc chắn là ngạc nhiên lắm. Bởi vì tại sao một bình luận viên bóng đá mà lại viết về những nghệ sĩ? Có nhiều cái cũng khá buồn cười ở trong đời sống. Có nhiều người thì vẫn thường đặt ra một cái câu hỏi là không biết cái ông Minh này có phải cái ông Minh kia không? Xa lộn. Tức là không, người ta vẫn nghĩ đấy là nhiều con người khác nhau. Và tôi cho rằng đấy cũng là cái thú vị. Bởi vì mình chỉ nghĩ thế này là mình có khả năng làm được cái gì, mình thích làm cái gì thì mình làm cái đó. Đừng e ngại, đừng dè dặt. Còn khi mình làm xong một cái sản phẩm nào đấy rồi thì lúc đấy nó cần một cái con người độc lập. Nếu nó xứng đáng để xuất hiện, nếu như mình phân tích một cách độc lập và tỉnh táo ấy, thì để nó xuất hiện. Còn nếu không thì nó sẽ trở thành cái thứ làm phiền người đọc. Anh Hà Quang Minh này, Huyền biết anh xuất thân là người cầm bút và anh cũng có rất nhiều những cái tác phẩm của mình. Mà người cầm bút thì thường là ít nói, ít nói. Nhưng mà cái nghề bình luận viên thì không thể nào mà không nói được, phải không ạ? Anh có thấy cái điểm chung gì giữa một Hà Quang Minh cầm bút và một Hà Quang Minh bình luận viên không? Tôi cho rằng mỗi con người đều có rất nhiều con người. Tất nhiên, ở trong một con người đấy nó sẽ luôn có hai hoặc một con người nổi trội đặc biệt, thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn những cái con người khác. Thì chúng ta thường lấy cái đó làm avatar cho chính bản thân chúng ta. Còn phần còn lại nó núp sau lưng, thỉnh thoảng nó lộ diện ra. Yeah. Thì bản thân tôi cũng nghĩ trong người tôi nó có nhiều con người. Mà nhân vật nào là nhân vật thể hiện của anh, avatar của anh? Thật ra thì tôi cho rằng thế này, nói vui thì vậy thôi, nhưng mà nói đúng ra thì nói lẫn viết nó đều là một cái cuộc chơi với ngôn ngữ. Và tôi đặc biệt yêu ngôn ngữ. Và tôi vẫn cho rằng cái thế mạnh lớn nhất của tôi nó là ngôn ngữ chứ không phải tất cả những cái thứ khác. Yeah. Thành ra là thích nói, thích lập luận, thích viết, thích trải lòng mình ra cái trang giấy đấy.
bình luận viên bóng đá đó thì phải ăn nói rất là lưu loát nè, hoạt bát, và còn phải làm cho cái không khí nó sôi động ở mỗi cái trận đấu hoặc là một cái sự kiện thể thao nào đó. Tuy nhiên có những người kiến thức rất là nhiều và họ, nhưng mà họ lại không có cái tài ăn nói, thì theo anh á, là một bình luận viên có phải là một cái tài mà trời cho mình hay không? Nó chắc chắn là một cái năng khiếu trời cho. Thật ra cái nghề bình luận viên bóng đá nó có một cái thế này, phải kể với cả Khánh Huyền với Thanh Ngọc là nếu như bây giờ chúng ta mà lên bất kỳ một cái diễn đàn trên mạng ấy, và chúng ta đánh vào đấy một cái từ khóa để tìm là từ bình luận viên bóng đá, chúng ta sẽ thấy vô vàn những chỉ trích dành cho các bình luận viên bóng đá. Nghề bình luận viên bóng đá nó cực kỳ khó khăn. Nó không chỉ cần cái hoạt ngôn như là Ngọc nghĩ, cái đài từ đẹp giống như là mọi người nghĩ, hay là một cái nền tảng kiến thức tốt, hay là cái phản xạ tốt, mà nó cần cả cái sức mạnh tổng hợp thông tin ngay lập tức. Xu hướng chung ở châu Âu là trong một sân vận động nó sử dụng vào khoảng 40 camera cho một trận đấu bóng đá, và cái người đạo diễn hình ảnh là một người vô cùng xuất sắc. Người ta biết lựa giữa 40 cái camera đấy để người ta chọn cái hình nào sẽ là cái hình được xuất hiện. Và khi cái hình đã xuất hiện là một cái khuôn hình vô cùng đắt giá. Nếu như người bình luận viên bóng đá thông minh, vừa nhìn thấy cái hình đó chỉ trong một phần nghìn giây, người ta xử lý bằng cách lật ngay sau bức hình ra, thông điệp nó là gì, chúng ta phải gửi đến khán giả câu chuyện gì. Nhưng lại còn phải vừa đủ ở chỗ là gì, anh phải hiểu là diễn tiến trận đấu nó liên tục, anh chỉ có một khoảng thời gian vô cùng ngắn, thành ra thông tin anh đưa ra nó phải xúc tích, chứ không phải là anh đưa ra một cái thông tin dài dằng dặc. Đến khi nó đã xảy ra một sự kiện hình khác thì tức là bắt đầu anh lại bị cuống cuồng lao vào bên kia. Trong cái đấu trước thì ông Oscar Tabaret xếp Cavani như là một người đã cánh Cavani, và bấm bóng rất thoáng, không việt vị. Bây giờ đã có sự hoán chuyển ở bên hai cánh, Robben đã sang cánh trái, còn Đức Khai sang bên cánh phải. Một cú sút xa, một vào, rất đẹp mắt, một cú sút quyết đoán của Van Bronckhorst, và như vậy là tỷ số đã được mở. Huyền thấy rằng bên cạnh sự phát triển của các chương trình thể thao nói chung và các chương trình bóng đá hiện nay thì có xuất hiện rất nhiều các bình luận viên. Tuy nhiên qua cái sự chia sẻ của anh thì Huyền thấy rõ ràng là các bình luận viên thì nhiều, nhưng những bình luận viên hay và cụ thể hơn là được lòng của công chúng thì rất là ít. Tại sao lại như vậy? Chúng ta vẫn nói câu chúng ta làm dâu trăm họ, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bởi vì một con người ấy, mà gặp ai cũng làm cho người ta hài lòng, đấy là con người giả tạo. Chúng ta phục vụ mới công chúng, phục vụ những người chỉ nghe mình và không bao giờ hiểu mình. Và ngược lại, họ có quyền mắng mỏ mình mà không chấp nhận cho mình thanh minh. Thì cái nghề bình luận viên vô cùng cực khổ chỗ đấy. Nghề bình luận viên bóng đá ở Việt Nam là một nghề không được đào tạo gì cả, buộc họ phải là cái con người mà vừa đi vừa nhặt, vừa tích lũy. Thì cái việc đối diện với cái dư luận đấy là cái nỗi khổ vô cùng lớn của những người bình luận viên. Mà tôi ở đây là nhân dịp có truyền hình, tôi nói luôn là tôi cầu xin khán giả thông cảm cho họ. Bởi vì tôi không phải là một bình luận viên, nhưng những đồng nghiệp của tôi nhìn thấy nỗi khổ đấy. Tại sao chúng ta không nhìn nhận lúc họ trưởng thành mà chúng ta cứ xăm soi vào từng cái bước người ta bị vấp? Thì tốt nhất là hãy để cho bình luận viên dễ thở một tí. Huyền thấy tất cả các cái trận thi đấu ở trên sân mà khán giả truyền hình đang ngồi ở đằng trước truyền hình coi đó, Huyền thấy tất cả những cái tình huống xảy ra trên sân thì hầu như khán giả truyền hình đều được xem hết. Chính vì vậy mà các bình luận viên trong những tình huống như thế chắc là phải nói vừa đủ thôi, và phải nói thật chính xác, không được tùy tiện, bởi vì nó rất là dễ mang đến cái sự phản cảm cho người xem. Vậy thì liệu có nói một cách khác, có phải là truyền hình tạo cho các bình luận viên rất nhiều cơ hội để tiếp cận khán giả, nhưng bên cạnh đó cũng là một áp lực đối với lại các bình luận viên hay không? Bóng đá đến với người hâm mộ một cách không trực tiếp, khởi nguồn từ radio. Thì đó là thời đại của những bình luận viên mà đọc, người ta gọi là đọc trận đấu đúng nghĩa. Và ở cái thời đại đó người ta vô cùng đề cao tính tường thuật. Nhưng khi kỷ nguyên truyền hình nó ra đời thì truyền hình đã kể câu chuyện bằng hình ảnh rồi. Và khán giả cần những câu chuyện đằng sau hình ảnh đấy. Tôi đưa ra một ví dụ rất là sinh động là cái trận đấu mà Liverpool họ thắng Manchester City 3-2. Kết thúc trận đấu, cái người bình luận viên mà ngoại quốc, người Anh, người ta nói bằng một cái giọng vô cùng truyền cảm, bằng tiếng Anh họ nói là 24 years
four game in four weeks, một điểm từ đó lặp đi lặp lại, nhưng nó giống như là những cái đợt sóng nó đánh vào lòng cái người xem. Thì tôi mới bảo các em thấy không, người ta chỉ nhắc đi nhắc lại là 24 năm chờ đợi rồi. 24 năm ấy chỉ là 4 tuần và 4 trận đấu, 4 tuần và 4 trận đấu, họ có làm được điều đó hay không? Đó là thông điệp. Thông điệp mà khán giả người ta cảm thấy là trận đấu này nó cảm xúc vô cùng. Người thế hệ trẻ sau này nên nhìn vào cái cách bình luận của các bình luận viên nước ngoài để thấy rằng là đơn giản, xúc tích, gọn nhẹ và không làm phiền khán giả. He's got Jonathan Smith with him. Great ball across the middle. Keeper saves it. Keeper had to hang on to that for a second. I thought he was going to drop it. Another Dybala Croate. Neymar! Neymar! Isada! Goal! 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 Như vậy thì anh có nghĩ là một số bình luận viên bóng đá chỉ lựa chọn cách nói, cách bình luận đơn giản và chuẩn xác thôi. Họ ngại phá cách. Anh có nghĩ như vậy hay không? Có chứ. Có những bình luận viên họ chọn cái cách an toàn. Và thật ra tôi nghĩ rằng khi mà họ chưa dám mạo hiểm để họ chọn một cái phong cách riêng cho mình để tạo dấu ấn ấy, thì thà họ an toàn như thế còn hơn. Thì cái đấy là những người người ta chọn phương án an toàn là chọn phương án trước mắt họ vì khán giả cái đã. Cứ mỗi cái mùa bóng đặc biệt như là World Cup hay là Euro thì các bình luận viên là gặp nhiều sự cố nhất. Lý do thứ nhất là thế này, đó là những cái giải đấu lớn thu hút người xem rất đông đảo, và cái việc quá nhiều con mắt đổ dồn vào thì cái việc phát hiện ra lỗi nó càng dễ hơn. Cái vấn đề thứ hai nữa là ở cái thời điểm bình thường thì mỗi bình luận viên họ chỉ phải làm việc vào giữa tuần và cuối tuần thôi, nhưng bây giờ là một cái thời điểm nó gọi là cao độ, người ta đá liên tục, ngày nào họ cũng phải làm việc, thì cái áp lực, cái cường độ đấy càng khiến sai lầm dễ xảy ra hơn. Bản thân cái nghề đấy là cái nghề mà cái nhịp sinh học thay đổi hoàn toàn so với những người bình thường.